Kỳ Lăng kính chào tất cả quý khách đến với Kỳ Lăng Luxury. Và hôm nay Kỳ Lăng thực hiện bàn giao sản phẩm điện thoại đẳng cấp đỉnh cao luôn, XOR. Xin mời quý khách theo Kỳ Lăng để xem Kỳ Lăng bàn giao và hướng dẫn cách sử dụng về chiếc điện thoại XOR này nhé. Bây giờ mình thực hiện bàn giao sản phẩm cho khách hàng. Đây anh không, cái sản phẩm cung cấp là anh tháo ra, anh thấy có hộp là mình đã hiểu được cái hàng như thế nào rồi. Bây giờ anh bỡ lên cho nó nhìn cho đẹp hoành tráng nè. Cái hộp này mình chắc cũng, trong cái hộp này nó cũng làm xốp để bảo vệ cái hộp vào luôn, nên anh không thấy bị chày, mình mới tin không một vết xước luôn. Thì ở hai bên hông nó sẽ có hai cái biểu tượng logo của hãng, và nó có những cái khức này, nhưng mà nó chỉ có mỗi bên có một khức bấm được thôi. Bấm bên này một cái và bên này cũng vậy, bên này thì nó ngược lại. Như bên này thì bên kia nó sẽ ngược lại. Bấm hai bên cùng lúc thì nó sẽ đầu nó mở cái nắp ra. Lúc đầu thì có nhiều người bị chưa có hiểu, cứ đâu biết là hai cái này có nút nhấn đâu. Banh ra là cái nó ra vẫn được, nhưng mà nó bị xuất cái chốt mình ra. Đó, bây giờ bản này thì nó tích hợp hầu như là đầy đủ, là tất cả những phụ kiện đi kèm, từ sách vở nó cũng làm trên đây. Có hai cái tay mình chọn giúp mình lấy nè, rất là công phu. Đó, hướng dẫn những cái công năng của những cái này làm gì. SIM bên này, dây sạc, khay, quá mở nguồn nè. Rồi cái này mình không dùng anh ha. Hộp này nó cũng phá cách, cũng khác ở trước, nó cũng có hai cái lỗ sỏi mày. Ở trước là hai cọng dây giật lên, khác biệt so với bản cũ. Và lúc trước cái hộp cũ á, tuy giá nó rẻ hơn, nhưng mà bên nó không có phụ kiện bên trong, nó không có củ sạc, nó chỉ có đúng mỗi cái dây sạc thôi. Rồi nó có nhiều đầu, mình đi các nước khác nhau, ví dụ như Singapore, Malaysia thì mình sẽ cầm cái cục này đi. Bên nó dùng cục này nhiều, Việt Nam mình chỉ có hai cháu này xài thôi. Nó giống dẹp cái tròn, em chắc anh dùng cái tròn hả dẹp? Tròn thì ha, tròn như thế nè. Thích thì mình để vào, thích thì bây giờ mình đổi thôi. Xong rồi khi mình muốn mở ra thì nó có chữ chúng ta này, bớt này, nhắn vô xong kéo ra là được rồi, nhẹ nhàng lắm. Rồi dây sạc thì đây cũng rất là chắc chắn, nó nhìn hai đầu anh nhìn chất lượng, từ cái chất lượng làm đầu sạc đồ cao cấp là nhìn cũng khác biệt so với mấy đồ, có một số đồ mà tôi cũng nghe tin hiệu nhưng mà nó gia công phụ kiện bên ngoài, anh nhìn đồ phụ kiện như Trung Quốc lắm, nhìn dài lắm. Rồi giờ này chứ không dùng tới đâu ha. Rồi cái cổng sạc này là Type-C, hai động hai cổng dùng bằng nhau. Và bây giờ đa số những cái thiết bị điện tử nó sẽ hướng cái cổng sạc này hết, kể cả iPhone cũng đang kiến nghị để mà làm qua cổng sạc này, nhưng mà iPhone chưa chịu, như là MacBook là chịu rồi. Rồi bên này thì cái khăn lâu thôi, mình không dùng đến, mình để bên đây. Khăn lâu này mình không dùng đến nhiều, thích cho anh dùng. Rồi cái này là cái sổ của nó thôi, có một cây chọc sim. Cây chọc sim cũng đặc biệt riêng của nó cũng có cái logo sổ sách này. Và đây có thẻ chính hãng, cái này là quan trọng nhất. Cái này là quan trọng nhất, không có này là không dùng được. Cuốn sổ này mình không dùng đến. Cây chọc sim này thì mình dùng nè. Rồi bây giờ anh là người cạo nha, em không cạo nha, anh có thể cầm bên anh cạo luôn. Cạo cái, tại vì là mỗi cái máy đều có một mã pin code. Mình muốn nhập, bây giờ muốn active được cái máy này á, là mình phải cạo cái mã code ra để mình nhập vào. Rồi trên đây nó có một cái lỗ để mình lấy ra. Rồi bây giờ anh có sim hay là khỏi sim? Thôi cho kích hoạt máy ra đây. Rồi kích hoạt máy à, sim thì anh dùng cái cây chọc sim của nó luôn nha. Anh chọc với anh canh ngay chính giữa, anh chọc đừng chọc xéo nó bị trầy mớ phía cạnh, cái điện thoại nó cũng vậy đó. Ok anh, rồi anh chọc cái này ra, thẳng vô lại ra.
Rồi bây giờ chúng ta bỏ sim thì cái sim cái này nó cũng có khay, và cái sim bao giờ nó cũng có một cái góc để phân biệt chiều á, thì anh trên khay này nó cũng có góc luôn, mình sẽ để đúng cái sim vô là nó vô, để xài là không có vô. Rồi bây giờ nhét vào thì nó bên này có lỗ thì đây cũng có lỗ tương đương, để đúng hướng vậy anh ha, tại vì kia để mà ngược lại nó dễ bị bung cái sim ra, bị kẹt. Hồi xưa cái logo nó có một vòng, nó có trong này thôi à, nó có tới đây, nó không có vòng ngoài. Mà bản cũ á là bên khí hậu bên Đức Anh á, nó khác, về Việt Nam nó khác. Ở đây nó sơn cái sơn đen. Là anh về một thời gian là tự động nó tróc mà lỗi rất nhiều. Nên bây giờ cái bản này nó fit được lỗi đó luôn, làm logo hai vòng, hai logo luôn. Đổi logo lại và cái này fit lại luôn. Ngoài góc cạnh A và B. Cái da này là da Togo, da B của hãng. Em mới làm da xong cho như em đang làm, em đang làm cái túi em xài này, cũng là da này, cái ví của em cũng là da này. Sau này mà da này có hư thì mình có thể là mua nhập của hãng, hoặc là có thể mình làm tại của em. Đặc biệt là nhiều khách hàng á, mua xong rồi dùng một thời gian da B á, nó dễ bị mòn á. Nên là người ta sẽ thay da cá sấu, nhấn vào giữ tầm 3 giây, nó rung một cái, nghĩa là thiết bị này đang hoạt động, kích hoạt. Cái bản này thì nó tích hợp tiếng Việt sẵn cho mình luôn. Đợi điện thoại, bây giờ chúng ta chọn tiếng ngôn ngữ của Việt Nam anh ha. Ok. Bạn cần kết nối wifi để kích hoạt hả? Ok. Đang tìm mạng wifi, điểm vô cái mạng của em. Mật khẩu của em là 09. Mình chuyển qua chế độ là số nè, bằng cách bấm nút thăng nè. Nó sẽ chuyển cái chế độ mà bằng phím mình bấm số hoặc là chữ 0901 247 247 nè, xong kết nối. Rồi lúc này là chiếc điện thoại chưa acti lần nào, nó sẽ bắt buộc chúng ta là nhập mã pin. Nó ghi rất rõ dùm chữ là nhập mã pin trên thẻ bảo hành, thẻ là thẻ bảo hành, để kích hoạt thiết bị. Thì cái thẻ nó sẽ có một cái email, và trên đây nó cũng có email. Thì anh coi là những số cuối trên cái thẻ thôi, tầm cỡ 246 số. Thì anh coi phải là đúng 002775 đúng không? Cho anh mượn cái thẻ đi. Đúng thẻ mới được nhanh, còn thẻ mà lộn là nó sẽ tương ứng luôn. Bây giờ anh nhập cái mã trên đây mình vừa cạo vào giùm em. Anh nhập giùm em. Dạ rồi, tiếp tục. Rồi sau thành công, anh sẽ đặt cái mật khẩu hoặc bỏ qua, anh thiết lập sau đi, bỏ qua đi. Về nhà đặt mật khẩu. Rồi anh chính sách quyền riêng tư của so, anh đồng ý hay là từ chối. Rồi, ok. Và điện thoại đã có sóng, có wifi, cục sóng, cục wifi đầy đủ, pin bên này. Anh gọi cuộc gọi thử, anh nghe rung chung, anh gọi xong nhờ người gọi lại. Rồi em đang gọi thử cho anh á. Anh cho mượn để mình test rồi rung. Rung rất là mạnh nha. Nghe tiếng rung luôn. Bản này nó rung mạnh hơn cái bản cũ rung hơi yếu hơn. Em mới giờ lặt cái này. Có nghĩa là nó im lặng. Tính năng này rất là hay trong cuộc họp hay giữa mình ngồi đánh chung, mà lỡ mình chỉ thao tác vội mình cũng lật lại là xong, qua lật lại một cái đó bị khóa màn hình, mình khỏi có thao tác bấm gì hết. Anh mới nói chuyện điện thoại xong là anh lắc qua lật lại nữa quá. Ở trong này nó còn có một cái bao của cái này đúng không? Tuy bản này nó mắc tiền hơn bản cũ, mà nó tối ưu tất cả những cái lỗi của từ bản cũ, nó chuyển qua bản hành những cái ưu điểm hết rồi,
và nó đặc biệt thêm phụ kiện và có kèm cả bao da. Một cái bao da như vậy anh đặt ở ngoài cũng mấy triệu, mà hãng nó bán một bao da lẻ như vậy cũng mười mấy triệu. Bao da hãng đó, anh để ý nha, ở bên trong cái chỗ này nó cũng đóng luôn cái chữ của so luôn. Và cái bao da này nó made in France, Pháp. Đây, anh bỏ cái logo nó sẽ ra hiện nay. Nó chừa vừa cái vòng này thôi. Cái vòng kia là giống như vòng để canh vậy đó. Đó là da này, da bao da với da lưng là như nhau. Cũng như da của em làm tùy hộp to hộp nhỏ, văn to văn nhỏ thôi. Rồi, tất cả đã hoàn tất. Bằng dao chanh. Những cái kể cả túi nhung mà đựng phụ kiện này nè cũng là bằng chất liệu cao cấp. Nhưng mà chất máy này em cắt giùm anh không dùng tới ha. Anh chỉ cắt cái này ở ngoài thôi. Còn hộp chắc anh không dùng tới rồi. Cái này em để bên trong hộp luôn. Đây là phiếu bảo hành và thông tin của máy, anh sẽ kiểm tra lại giùm em nha. Em bỏ tất cả phụ kiện trong này nha. Đây là túi sách nha. Và phiếu bảo hành em để trong này luôn. Lại cái sạc em để trong này luôn ha. Này chắc ra ô tô anh cắt giùm em nha, không có rớt. Vâng, và như vậy là Kỳ Lân đã bàn giao sản phẩm điện thoại XOR cũng như hướng dẫn điện thoại sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao XOR xong cho khách hàng. Kỳ Lân cảm ơn tất cả quý khách đã quan tâm theo dõi và Kỳ Lân chúc tất cả quý khách thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Nếu quý khách có thông tin nhu cầu về sản phẩm điện thoại XOR điện thoại so này, hãy liên hệ với Kỳ Lân nhé. Số hotline là 0901 247 247. Quý khách hãy follow kênh YouTube của Kỳ Lân cũng như like. Theo dõi trang fanpage của Kỳ Lân cũng như là truy cập trực tiếp vào website kylanluxury.com để xem những danh mục, những sản phẩm của Kỳ Lân Luxury. Hoặc kết nối qua Zalo của Kỳ Lân cũng là số hotline 0901 247 247. Đội ngũ chuyên nghiệp của Kỳ Lân Luxury sẽ phục vụ tất cả những sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao với tất cả quý khách hàng. Kỳ Lân trân trọng cảm ơn. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.